Và bây giờ đây tiếp nối chương trình, Ngọc xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần tôn vinh phụ nữ quyền năng tiêu biểu trong lĩnh vực hoạt động cộng đồng. Xin được trân trọng kính mời nhà báo Dương Thảo Quỳnh Như, trưởng phòng chương trình HTV GMS Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên hội đồng thẩm định sẽ công bố hạng mục này. Xin được trân trọng kính mời chị. Xin chào tất cả mọi người, đại diện cái đơn vị phát sóng HTVC, HTV đã cùng đồng hành với chương trình phụ nữ quyền năng trong 4 năm qua, từ những thời điểm mà khai triển ý tưởng cho đến là sản xuất chương trình cùng với Lê Thanh Huyền. Song song với lại là đối tác thì mình và Huyền cũng là hai người bạn thân cùng đồng cảm với nhau trong những tưởng như chương trình lớp thành viên cũng dành cho phụ nữ trên kênh phụ nữ Quát TV trong nhiều năm qua. Thì thay mặt đơn vị phát sóng Quát TV thì rất cảm ơn các anh chị đang tổ chức, cảm ơn hội đồng thẩm định và cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia cùng với chương trình. Cảm ơn các anh chị phụ nữ, các chị phụ nữ quyền năng đã đóng góp cho hương sắc cho chương trình và cho khán giả có thêm những cái động lực mới trong cái hành trình phát triển bản thân cũng như là phát triển tư duy và phát triển mình. Qua 4 năm thì HTVC, thường kỳ HTVC phụ nữ đã phát sóng được 121 số chương trình phụ nữ quyền năng với bao gồm là 189 chân dung phụ nữ tài giỏi trên nhiều lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, xã hội và các anh chị em người bình thường, nhưng mà có những cái điều phi thường trong cái người phụ nữ thì không chỉ là phải gánh vác công việc gia đình mà họ còn có những cái gánh vác những cái trọng trách về xã hội, những trọng trách về cộng đồng. Cho nên là mình rất là tự hào và rất hãnh diện là đơn vị phát sóng cùng với trung tâm cùng với Mai Thu Huyền để phát triển chương trình này. Hy vọng là trong 2022 sẽ có thêm nhiều cái chân dung người phụ nữ ở tất cả các lĩnh vực và tất cả các quốc gia trên thế giới để cho chúng ta cùng tự hào. Thay mặt hội đồng thẩm định, mình xin công bố cái giải phụ nữ quyền năng tiêu biểu dành cho cái lĩnh vực cộng đồng, đó là doanh nhân Nguyễn Lan Phương. Chị là nhà sáng lập của cộng đồng hạnh phúc Happy Life, là một người phụ nữ hạnh phúc thực sự và đã đem cái sự hạnh phúc của mình và đóng góp những cái tư duy tích cực cũng như là cái tình yêu thương của bản thân đến với là tất cả các anh chị, các bạn, các anh chị em phụ nữ ở khắp mọi miền đất nước, để mà mọi người có một cuộc sống hạnh phúc hơn từ trong gia đình đến xã hội. Thay mặt cho đơn vị phát sóng xin cảm ơn tất cả và chúc cho tất cả các anh chị trong chương trình, ban tổ chức, các anh chị thẩm định và tất cả các anh chị khách mời, các chị phụ nữ quyền năng một cái mùa giao thừa rất là ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và một cái năm mới 2022 tràn đầy sinh lực, năng lực và năng lượng, nhiệt huyết và tình yêu thương, thành công nữa. Cảm ơn. Phụ nữ quyền năng tiêu biểu trong lĩnh vực hoạt động cộng đồng. Doanh nhân Nguyễn Lan Phương. Chị là nhà sáng lập cộng đồng hạnh phúc Happy Life, chuyên gia tâm lý tuổi vị thành niên, chuyên gia tâm lý trị liệu thần kinh NLP, giám đốc dự án La Bàn Cuộc Đời, từng tham gia hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp với vị trí giám đốc trung tâm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp TB Spa. Doanh nhân Nguyễn Lan Phương đã điều hành trung tâm này, gặt hái được nhiều thành công, đạt được các danh hiệu cao quý như sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng 2011, thương hiệu nổi tiếng vì sự nghiệp bảo vệ sức khỏe và phát triển cộng đồng. Cá nhân chị được công nhận bàn tay vàng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cộng đồng, chứng nhận nhà lãnh đạo hạnh phúc. Chưa dừng lại đó, ngoài sự thành công trong công việc, CEO Nguyễn Lan Phương còn là người phụ nữ mang trong mình trái tim nhân hậu, đầy yêu thương, nhân ái. Chị đã tích cực đồng hành cùng các tổ chức và cá nhân trong các hoạt động thiện nguyện lan tỏa yêu thương. Chị đóng góp một phần không nhỏ tâm sức của mình vào các hoạt động vì cộng đồng. Đặc biệt, doanh nhân Nguyễn Lan Phương còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, yêu thương tuyệt vời khi mở chuỗi trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng với 1/2 quỹ thời gian làm việc miễn phí. Với tâm niệm thấu hiểu để yêu thương, nữ doanh nhân Nguyễn Lan Phương luôn dùng ngôn ngữ của trái tim để cảm nhận và đồng hành cùng cộng đồng, từ đó lan tỏa những thông điệp tốt đẹp để mang đến hạnh phúc cho cộng đồng. Với những hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực đó, doanh nhân Nguyễn Lan Phương cho chúng ta thấy một hình ảnh tiêu biểu về phụ nữ quyền năng,
chị đã xây dựng và lan tỏa những giá trị hết sức tốt đẹp về cuộc sống trong sự sẻ chia đầy tình người ấm áp. Dạ, xin được chúc mừng chị Nguyễn Lan Phương. Dạ, thưa quý vị, có lẽ giờ đây cảm xúc của tất cả chúng ta là đều rất là mong muốn được kết nối với doanh nhân Nguyễn Lan Phương và cùng nghe những chia sẻ, những tâm sự của chị. Dạ, xin được kết nối với doanh nhân Nguyễn Lan Phương ạ. Xin kính chào các vị giám khảo trong hội đồng thẩm định. Xin chào các vị khách quý. Chào các chị em trong cộng đồng phụ nữ quyền năng. Chào quý anh chị báo đài, những người đã làm công tác truyền thông có mặt trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay. Được tham dự chương trình là một may mắn và một vinh dự lớn. Lan Phương cảm nhận thấy có giá trị hết sức tốt đẹp mà chương trình đem lại. Đây là nơi tôn vinh đóng góp to lớn của những chị em phụ nữ hoạt động trên nhiều lĩnh vực, có thành tích cá nhân và những hoạt động cộng đồng nổi bật. Và đồng thời đây cũng là một nơi vun đắp và lan tỏa tình yêu thương qua sự đóng góp của mỗi cá nhân trong các cộng đồng. Nó thực sự hữu ích trong việc xây dựng nên cuộc sống tốt đẹp. Lan Phương trân trọng và biết ơn tất cả các anh chị em đã khi bản thân đã được tham dự như ngày hôm nay. Với sự nỗ lực hoạt động không ngừng nghỉ của bản thân và ekip trong suốt thời gian vừa qua, Lan Phương cùng với tập thể của mình xây dựng và đã đạt được những thành tựu nổi bật và cộng đồng ghi nhận. Những giải thưởng của cá nhân và tập thể, những sự tôn vinh mà Lan Phương nhận được là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần rất lớn để Lan Phương và ekip có thêm nhiều động lực để lao động, để cống hiến được nhiều, nhiều hơn nữa cho những giá trị tốt đẹp nhằm góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp. Thành tích của cá nhân là công lao lớn của tập thể. Lan Phương hiểu rất rõ và rất trân trọng, biết ơn về điều đó. Có một câu nói của nhà thơ người Mỹ nói rằng cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cuộc sống này thật là tươi đẹp. Lan Phương tự nhủ với lòng mình rằng sẽ nỗ lực và cố gắng rất nhiều, nhiều hơn nữa để đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào công việc xây dựng kiến tạo một cuộc sống cộng đồng một cách tốt đẹp hơn. Sự vinh danh và cổ vũ của mọi người dành cho Lan Phương là sự vinh dự và đồng thời cũng là trách nhiệm thôi thúc bản thân Lan Phương không ngừng nỗ lực phấn đấu, đóng góp thật nhiều hơn nữa công sức và lợi ích chung của cộng đồng. Ngày hôm nay, Lan Phương được tham dự một buổi gặp mặt hết sức ý nghĩa này. Lan Phương bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc tới quý bạn hữu, tới các tập thể và cá nhân đã đồng hành giúp đỡ Lan Phương và đội ngũ ekip trong suốt thời gian vừa qua. Lan Phương sẽ cố gắng cống hiến thật nhiều hơn nữa cho một cuộc công cuộc xây dựng một cuộc sống trong cộng đồng Happy Life ngày một tươi đẹp hơn. Chúc cho chương trình sẽ phát triển và lớn mạnh hơn nữa. Chúc cho mọi người có một thật nhiều năng lượng để hoạt động tốt hơn, hướng tới những thành công tốt đẹp mới. Chúc bình an và ấm áp yêu thương đến với tất cả mọi người trong năm 2022. Lan Phương trân trọng